bạn ơi, vậy là mình vừa vẽ xong một chú cá rồi này. Các bạn nhìn xem có đẹp không? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, bình thường ở nhà thì các bạn vẽ cá như thế nào? Có phải là vẽ như thế này không? Hay là giống chú cá này? Hay là kiểu này nữa? Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cá theo một kiểu mới. Và bây giờ thì các bạn cùng theo dõi mình nhé.
bạn ơi, vậy là mình vừa vẽ xong một chú cá rồi này. Các bạn nhìn xem có đẹp không? Ở nhà các bạn cũng thử vẽ xem có đẹp không nhé. Nếu bạn nào vẽ được thì hãy bình luận cho mình biết kết quả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.